Bonjour à vous. Dạ. Dạ. Madame nói trên đường đi lên đô thành thì bị dân chúng biểu tình nên là phải về. Lẹ lẹ. Bonjour à vous. Mau đi ra cản đường dân chúng biểu tình đi kìa. Madame tự đi. Madame đường nào? Là phi nào đó. Merci. Madame chóng mặt, đi lấy thuốc đi. Dạ. Lavidi, lavidi. Tránh ra cho Madame đi đây. Đi ra. Tôi bên tay mới về. À. Vậy mà cũng có người biết. Hay thiệt. Cậu cho tôi mời bữa ăn hôm nay nghe. Không. Không thể nào từ chối một tình cảm đẹp như vậy được. Cảm ơn. Thường quá. Cậu thử ăn cái món đặc biệt của quán. Ừ. Bỏ đây có mềm như bò tay không cậu? Bò bên tay anh quen rồi. Giờ ăn mấy cái món này nó hơi lạ. Bò xứ mình nó phải cài nên thịt nó hơi dai. Ủa mà cái món này bên tay gọi là gì cậu ha? Bóp sốt sầu vòng. Chú cha, kẻ ăn người ở mà cũng biết tiếng Tây nữa ha. Mấy đứa người ở nhà tôi, đứa nào mà không biết nói tiếng Tây, đuổi luôn. Thiệt là quyền quý, thiệt là quyền quý. Tây mà sòn. Tây còn bao giờ? Em thử xem mấy mà bà là. Được, cậu sẽ không đuổi mày đâu. Dọn bàn cho cậu nè. Ủa, cái đồ này. Ủa? Ủa?